lên. Hà Nội có rất nhiều các món ăn truyền thống mang đậm phong cách Hà Nội. Bánh cuốn Bảo Khánh là một trong những món ăn mang đậm sắc thái, hương vị của người Hà Tây. Bằng sự sáng tạo, các bạn trẻ Hà Nội đã thiết kế nâng tầm, làm rõ nét văn hóa ăn uống truyền thống của người Hà Nội. Ăn xem nồi, ngồi xem hương. Xem hướng. Xin chào và hẹn gặp lại các video sau.